Ok, chào các bạn nha. Bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó chính là thiết lập một cái khối giấy theo tiêu chuẩn riêng của mình. Ok, bạn nào file new cho mình. New nhá. Ok. Rồi ở đây bạn chuyển qua mục đó chính là dropping ha. Thì ở đây mình cũng nói sơ qua ở mục là draft này, shift này có hai kiểu đó chính là standard along và reference existing path ha. Thì ở đây nếu mà cái khối giấy mà theo kiểu là ở reshift này có mục là standard along á, thì chi tiết của bạn chỉ việc bạn vào môi trường và bạn có thể add chi tiết hoặc là bạn add trực tiếp vào cũng được nhé. Đây này, đây tính năng này thì cái mục là start along đó chính là bạn vào môi trường là drafting thì bạn mới add chi tiết vào, còn cái tính năng đó chính là tính năng reference exit path này thì nó yêu cầu bạn là đưa chi tiết trước vào ha. Đấy, đó là tính năng của hai sự khác biệt giữa cái step along và reference along path này ha. Đấy, đó chính là hai tính năng standard đó chính là bạn vào môi trường xuất bản vẽ rồi sau đó bạn mới add chi tiết vào, còn cái reference này thì nó yêu cầu bạn là reference này nó yêu cầu bạn là đưa cái chi tiết vào trước ha. Thì ok, bây giờ bạn chọn all cho mình. Ok, thì bạn có thể chọn là blank này để vào môi trường là tạo khối giấy ha. Thì ở đây nó không cho này, thì bạn vào mục là model này, chọn cho mình là blank này. Đấy, ok này. Đấy, rồi sau đó bạn chuyển qua mục application này, vào drafting này. Ok ha. Rồi ở đây bạn sẽ chọn tạo cho nó một khối giấy này. Ok, ví dụ như đây mình đưa cho nó về màn brush ra màu trắng này ha, cho để nhìn. Ok rồi, ở đây có kiểu như view template này, standard size này, custom size. Custom size đó chính là khối phi tiêu chuẩn bạn có thể thiết lập này, còn standard size đó chính là cái khối theo tiêu chuẩn riêng của mình. Thì ở đây ví dụ như bạn sẽ tạo cho nó một cái khối theo tiêu chuẩn riêng, ví dụ như theo tiêu chuẩn riêng theo khối O3 chẳng hạn, theo tiêu chuẩn riêng nhá, riêng của mình đấy. Ok đây, ví dụ như mình sẽ add cái bảng như thế này này. Đấy, ok chưa? Thì mình làm như sau. Các bạn chọn khối A3 luôn cho mình nhá. Rồi chọn tỷ lệ 1:1 này, sheet 1 này, tên number này, reference này. Đây là hướng nhìn thứ nhất này, ok chưa? Rồi sau đó bạn nhấn apply cho mình nhá. Rồi, sau đó bạn nhấn ok. Vậy là mình có một cái khung như thế này ha, thì nó mới cho là cái khung viền ngoài thôi. Bây giờ mình sẽ đi đào tạo cho nó cái khung khung như thế này. Đây, ok chưa? Rồi, các bạn làm như sau. Thì ở bài học trước là mình đã hướng dẫn các bạn là thiết lập một cái số tùy chọn cơ bản trong phần là xuất bản vẽ rồi. Bài này thì chuyên về xây dựng một cái khung bản vẽ tiêu chuẩn. Rồi ok, bạn làm như sau. Bạn vào một mục Drafting Tool này. Bạn vào mục đó chính là Border and Zone ha. Một thoại này xuất hiện thì chú ý cho mình trong này cũng có hai kiểu standard đó là mặc định, custom đó là bạn thiết lập ha. Standard luôn là cái mặc định mà custom là bạn thiết lập. Thì trong này có cái tiêu chuẩn như sau. Ví dụ như ở đây center, ở đây ví dụ như bạn apply trước đi ha. Đây, đây là cái khung hố tương đối của nó. Bây giờ bạn sẽ là chỉnh sửa. Ok, thì trong cái mục center line option này, map này thì có mục horizontal ha. Giờ đây bạn chọn nâng cho mình. Nâng đó chính là cái như cái mũi tên này nó sẽ bỏ cho bạn này. Đấy, sau đó bạn nhấm apply bạn sẽ thấy 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 không? Đó là nó bỏ horizontal ha, bạn bỏ bạn lên nâng thì nó sẽ đưa về nó bỏ hai cái giống mũi tên này cho bạn theo. Đó là hai cái mũi tên căn giữa đấy cho bạn. Rồi tương tự ở mục vertical ha, thì bạn cũng số xuống bạn chọn mình là nâng thì nó sẽ, và sau đó bạn nhấn apply này, đó thì nó tự động là bỏ cho bạn ha. Đấy, thấy không? Rồi tương tự ở mục là center này, đó chính là nó bỏ cái góc này này, bốn cái góc này, bạn thấy bốn cái góc này không? Thì bạn tích vào cho nó sẽ bỏ ha. Sau bạn nhấn apply này, thấy sự khác biệt ha. Nó là bỏ bốn cái góc cho bạn. Đấy, ok chưa? Rồi tiếp tục. Zone này này, mục zone này đó chính là nó bỏ đi những cái đường này, những cái đường chia này này, thấy không? Mình chia 1, 2, 3, 4, 5 rồi ABCD nó sẽ bỏ này. Thì bạn tích vào này cho mình nhé. Thì nó tự động bỏ này, bạn nắm apply này, đấy, thấy không? Rồi bây giờ này còn hai cái viền này đúng không? Thì cái tính năng marker này bạn sẽ đưa về không cho mình hết. Đấy, đó là thực chất là nó là cái khung viền ngoài thôi. Thì bạn đưa về không cho mình thì nó đưa ra ngoài, đẩy ra ngoài luôn ha, thấy không? Đẩy cái khung này ra ngoài luôn. Còn cái khung bên trong nó đang offset vào 5 này. Offset này này, cái khoảng offset này. Đó chính là khoảng border, ví dụ như bạn muốn offset vào 10 thì tùy bạn. Đấy, sau đó mình ấn map đi đấy thì nó offset vào 10. Thì thường thì tiêu chuẩn thì đấy là 5 thôi, apply theo tiêu chuẩn của A3 thì đưa về 5 cho mình nhá. Rồi khổ bên này, cái đường bên này là nó sẽ là 25 từ cái khoảng này vào ha. Thì các bạn làm như sau, nhấn ok đi cho mình. Vậy là tương đối có cái khổ như thế này rồi. Thì bây giờ bạn sẽ làm cho mình cái sau, bạn chọn là bây giờ bạn sẽ mua cái này vào
bạn chọn vào cho nó sáng lên ha. Bạn kích phải là bạn cho nó sáng lên, bạn chọn là Move Object này ha. Thì trong trường hợp này nếu mà bạn nào sử dụng là Home bạn chọn là Offset thì không được nhá. Đây là cái border ha, còn cái đường netline là nó khác, cái này là border thì không mirror được nhá. Không offset vào được nhá. Rồi bạn chọn cho mình này, cho nó sáng lên chọn là Move Object này, hoặc là tôi hấp phím Ctrl T này, chọn này. Ok, thì ở đây bạn sẽ chọn là motion này, thì bạn chọn cho mình đó chính là kiểu direction ha, theo khoảng cách. Thì đây thì từ này từ ngoài vào này là 25 rồi, thì bạn thêm một khoảng 20 nữa thì bạn nhập cho mình là khoảng 20 thì nó sẽ tự động tính cho bạn ha. Rồi chọn vector này. Đây bạn chọn vector ha, đây vector theo phương ngang này. Ok chưa? Nó tự động này. Thì ở đây bạn chọn là move object cho mình nhá. Rồi sau đó bạn nó áp đi này. Đấy, ken. Đây, ken là được rồi. Còn hai cái điểm này bây giờ bạn tương tự bạn sẽ move nó vào. Thì bạn chọn vào cho nó sáng lên cho mình. Chọn cho nó sáng lên ha. Nhưng bây giờ bạn sử dụng là edit cơ ha. Trường hợp này thì bạn sử dụng là move object ha, thì còn trong trường hợp này thì bạn sử dụng cho mình là editor cho mình. Rồi bạn chỉ việc kéo cái điểm này về cho điểm này cho nó trùng nhau là được, hai điểm này trùng nhau ha. Rồi sau đó bạn nhấn ok này. Đây tương tự cái tên này ha, trên này bạn nhấn cho mình là editor này, sau đó bạn chọn cái điểm pole này, bạn kéo về cái điểm này trùng nhau cho mình, nhấn ok là được. Rồi vậy là mình đã tạo cho nó một cái khung bán vé. Bây giờ bạn tạo cho nó cái khung như thế này nữa là được, khung rồi viết các cái chữ này. Đấy, ok chưa? Rồi thì để tạo cái khung thì bạn tạo cho mình làm như sau. Tương tự bạn chọn cho mình đó chính là mục là vào đáp dropping tool này, bạn cho mình mục là đây này, không phải đây là bên mục holder này, bạn cho mình là đây nhá, ta boom lên nốt ha. Đây rồi bạn sẽ nhập cho mình, ví dụ như bạn nhập là số hàng số cột này, ví dụ như là 12 hàng 6 cột và khoảng cách mỗi card là 20 chẳng hạn. Thì bạn chú ý cho mình đến cái mục là auto này, số xuống thì ở đây có kiểu này để bạn chọn này. Thì bạn muốn đặt cho nó mũi tên là nó cái góc góc bên phải là nó nằm ngay điểm này đúng không, thì bạn chọn cho mình này top này, top right theo, nhưng mà nó nằm ở dưới thì bạn chọn cho mình là bottom right ha. Rồi bạn kích vào cho mình cái điểm này là được. Đấy, cho nó trùng nhau là được ha. Đấy, vậy sau đó bạn nhấn ok close này. Đấy, vậy là mình đã tạo cho nó cái khổ. Bây giờ bạn chỉ việc là merge lại thôi. Ok chưa? Bây giờ bạn chỉ việc merge lại thì bạn làm như sau. Đấy, hai hàng này thì nó gộp lại này. Hai hàng này quét ngang ha, giữ chuột kéo ngang và kích phải chọn là merge này. Merge này, tương tự hai cái này này, kích phải chọn là merge này. Đấy, tương tự hai hàng này ha, chọn là merge này. Đấy, đơn giản không ạ? Merge. Tương tự hai này bạn chọn là merge 4 cột ha. Merge. Ok là 4 hàng này. 4 này 1 2 3 4 này. Đây, ok chưa? Rồi tương tự 4 hàng và cái này nó kéo lại với nhau. Ok. Rồi, đây 4 cái này. Tổng cái này là nó gộp lại. Đây. Nó sẽ gộp lại thành một cái merge. Rồi, ok. Còn tiếp tục bạn sẽ làm bên này trước. Bên này sẽ là một cái này, ok, hai cái này là nó merge lại với nhau này. Bốn cái này, ok này, kích phải chọn là merge này. Đây, ok chưa? Khá là đơn giản ha, bạn làm tương tự cho mình. Tương tự hai cột này, bạn merge cho mình. Bạn làm tương tự nhá, hoặc là bạn chọn là sketch bạn vẽ cũng được. Như là đây cho đơn giản cho nhanh thì mình sử dụng tính năng này cho nhanh ha. Hoặc là bạn vào home này bạn chọn cho mình sketch line rồi bạn vẽ bạn đăng một kích thước cũng được, không sao cả. Nó đều giống nhau cả thôi ha. Thì tùy các bạn. Bạn nào mà làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tổng là 7 này. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, kéo lên. Rồi, cho cái này mệt cơn lại với nhau. Đấy, tương tự ha. Tương tự cái dưới này. Cái này là 4 cột này, ok này, tương tự cái này hai này gộp lại với nhau này, mệt cơn này. Tương tự hai này này, mệt cơn này. Rồi, tiếp tục. Ô này, 6 ô này gộp lại thành một cái mệt cơn. Đấy, vậy cơ bản là mình đã tạo xong cho nó cái bảng ha. Bây giờ mình chỉ việc đi vào viết chữ thôi. Ok. 1 2 3 4 này, rồi ok, tên rồi, ok. Rồi, bây giờ bạn sẽ đo thử xem nó là khoảng cách bao nhiêu rồi. Nếu mà chưa đủ thì bạn phải là ràng buộc lại kích thước cho nó. Ok. Home này,
Rapid này, đo trước ha, đo xem khoảng cách nó là bao nhiêu. Rồi ok. In the ok. Orito. Vertical. Chọn là Rapid. See object. Cái này nó không cho nó đỏ rồi. Ok. Ok, bạn nếu không cho thì bạn làm như sau. Bạn chọn vào cái ô này, bạn kích phải, bạn chọn là select round này. Rồi bạn kích phải, bạn chọn tiếp là resize ha. Resize xem, giết, giết ôn. Ok, thì đấy, theo đây là cái khoảng này làm bằng 7. Thì bây giờ bạn sẽ sửa đổi nó. Thì nếu nó không cho đo thì bạn chọn cho mình là kích phải này, chọn vào một ô bạn kích phải này. Bạn chọn là select này, round này. Rồi tiếp tục bạn kích phải vào này. Chọn cho sáng này nha. Chọn cho sáng này bạn kích phải, bạn chọn là resize này. Đấy, thêm 7 thì bây giờ bạn sẽ chứa cho nó thành 8. Ok, tương tự cột dưới. Cột dưới kích phải này, chọn là select round này. Rồi bạn kích phải tiếp này, chọn là resize này, nhập cho nó là 8 này. Thì nó tự động là thay đổi theo một hàng này, nó thay đổi bằng 8 hết nhá. Ok, tương tự làm lại cho mình. Rồi, select này, round này, kích phải này, chọn là resize này, nhập cho mình là 8 này. Ok, tương tự cái này kích phải chọn là select, chọn là round, kích phải chọn là resize, nhập cho mình là 8. Thì tương tự nếu mà bạn là bạn vẽ là kết ra thì cũng được thôi, nhưng mà nó lâu hơn trường hợp này, thì bạn chỉ việc chọn bảng rồi bạn chỉnh sửa mệt cơ lại nó nhanh hơn ha, theo mình là như thế. Rồi tương tự kích phải chọn là chưa được, chọn là select này, round này, kích phải này, chọn là resize này, nhập cho mình là khoảng bằng 8 ha. Ok, tương tự cái dưới chọn là select select round, kích phải chọn là resize, nhập là 8. Ok, vậy là nó đã căn chỉnh đầy đủ cho bạn ha. Bây giờ bạn chỉ việc nhập chữ thôi. Thì bạn nhập như sau, đây chính là người thiết kế này. Đây đúng không? Thì bạn nháy chuột trái 2 lần vào, ghi là người thiết kế. Người thiết kế. Người. Người. Người thiết kế hay là người vẽ gì đó. À, thiết kế rồi. Mình chữ thiết kế thôi ha. Đây bạn sẽ kích đúp vào. Thiết kế thôi. Thiết kế hoặc là người vẽ cũng được. Đấy, rồi sau đó bạn kích ra ngoài màn hình cho mình. Đấy, kích vào màn hình cho mình nha. Hoặc là nhấn Enter này, hoặc là nhấn vào cái ô khác là được. Rồi, thiết kế này là kiểm tra. Kiểm tra ha. Thì bạn nếu mà bạn muốn căn chỉnh thì bạn kích vào Edit thôi, không cần gì cả. Bạn kích phải này, bạn kích vào này, bạn chọn là Edit là được. Edit phông chữ, nhưng mà ở đây là mình thấy như vậy là ổn rồi. Duyệt này. Ok, kích ra ngoài màn hình này, là cái ô khác này. Đấy, bạn muốn chỉnh sửa đúng không? Thì bạn kích Edit, kích phải chọn là đây, kết xem. Rồi kích vào, chọn là Edit Setting này. Đấy, bạn có thể chỉnh sửa phông chữ ha, trong đây này, phông chữ này. Rồi chiều dài, chiều rộng, chiều cao gì đấy thì tùy các bạn ha. Thế nhưng mà mình thấy như vậy là ổn rồi, mình không cần. Rồi duyệt cái này là họ và tên. Họ và tên. Họ và tên. Họ và tên. Đấy, nhấn ra cái ô khác là được. Rồi ở đây nó đang là ví dụ như nó chưa căn lề giữa đâu, thì bạn kích phải, bạn chọn bạn Edit rồi, bạn chọn kích phải, bạn chọn là Setting này, hoặc là cái này, hoặc là cái này cũng được nhá. Nhấn là Setting này. Rồi bạn sổ xuống mục Common cho mình. Ở mục Text Alignment thì bạn sổ xuống, bạn chọn cho mình là Builder Center ha. Đấy, thì nó tự căn giữa cho bạn. Đấy, tương tự cái này thì bạn nhập cho mình là chữ ký nhá. Thì cái này bạn không cần copy, hoặc là bạn chọn vào bạn copy cũng được. Copy này, sau đó bạn paste vào cũng được nhá. Paste. Rồi sau đó bạn căn chỉnh, chỉnh sửa. Rồi, chữ ký. Tương đối thôi ha, tương tự ha. Thì cái này bạn ép bằng Excel vào cũng được, nhưng mà thường thì không cần nhá. Bằng Excel thì thường là cái này mình gộp các thứ thì nó phức tạp hơn. Còn nếu mà bảng đơn á, thì nên đưa vào. Nhưng mà ở đây thì không nên ha. Ok, là cái này là được cái này. Cái này đang cách. Xóa cho cách đi. Ok, cái này là ngày này. Ghi là ngày ha. Bạn có thể copy hoặc là không copy cũng được, không cần thiết. Copy ngày này, ok này. Cái này là tên sản, tên bản vẽ sản phẩm này. Đấy. Bạn cứ viết tình tự thôi.
tên bán vé sản phẩm. Ok như vậy đi, rồi sau đó bạn kích ra ngoài màn hình cho mình. Ở đây thì chữ đang nhỏ thì bạn nhấn Escape, bạn kích phải, bạn chọn là Edit Setting cho mình. Ok, đây thì bạn chọn cho mình là Mail Center đi. Rồi ok, Leading này. Bạn cho mình là chữ Bold đi ha, cho nó chữ đậm này. Cho nó cao hơn một xí với như 4.5 chẳng hạn. Đấy, hoặc là 5. Đấy, ok chưa, Close. Vậy là xong ha, tương tự. Ở dưới bạn có thể là Copy này. Paste vào đây này. Đấy, rồi bạn chỉnh sửa. Đây là bạn mê chế mình là tên bán vé nhá. Đấy, sau đó bạn kích ra ngoài màn hình. Vậy là xong ha. Rồi tương tự cái này bạn nhập là vật liệu này. Bạn cứ làm trình tự cho mình. Thì cái này bán vé, xuất bán vé trong phần X này nó đòi hỏi sự phức tạp hơn nhiều ha. So với những phần mềm khác theo mình được biết. Theo mình được biết thôi, còn các bạn nếu mà thấy đơn giản hơn thì có thể nếu mà thấy đơn giản hơn thì cũng có thể chia sẻ cho mọi người biết nha. Thì theo mình thì chỉ có cách này thôi, còn các bạn thì có thể sử dụng cách khác cũng được, nhưng mà tùy các bạn ha. Đây, copy. Thấy phần cái phần xuất phần vẽ trong phần là NX này thì nó ràng buộc nhiều thứ hơn. Nếu cái phần template thì nó đòi hỏi nhiều cái phức tạp hơn nhiều ha. Ok, bạn cứ làm trình tự cho mình là ok. Rồi cái này là số lượng này. Đấy, số lượng. Rồi. Kích ra ngoài màn hình. Hoặc kích sang ô khác là được. Rồi cái này là khối lượng. Các bạn làm thần tự cho mình ha. Rồi. Tỷ lệ. Kích ra ngoài màn hình. Tương tự cái này là đơn vị. Kích ra ngoài màn hình nhé. Ok, vậy cơ bản đã xong này. Rồi, bây giờ bạn ok chưa? Rồi. Sau khi mà đã cơ bản đã xong một phần như thế này á, rồi thì bạn làm cho mình như sau. Bạn ép thêm ảnh cho mình ha. Ví dụ như đây là cái logo của trường học hoặc là công ty bạn này. Thì ở đây là mình là hết trường hết lớp rồi nên là mình không ép vào nhá. Và bây giờ mình chỉ ép vào cái hình chiếu đó. Đây thôi, hình chiếu hướng chiếu thứ nhất hoặc thứ ba thôi. Thì bạn chọn cho mình như sau. Đầu tiên là bạn phải tải cái ảnh về nhá. Rồi, sau đó bạn vào là menu này, chọn insert này. Chọn là hình ảnh này, insert hình ảnh này. Rồi dẫn đến cái hình ảnh của bạn lưu này. Hình ảnh. Rồi ví dụ như là hướng chiếu thứ nhất chẳng hạn. Đấy, ở đây là mình đã copy sẵn rồi nha. Cái này là copy thôi. Rồi ok, bạn có thể rê này. Thay đổi các thứ hoặc là bóp nhỏ các thứ cho nó hợp lý này. Rồi là di chuyển này. Đấy. Ok, giữ chuột trái nha. Kéo này. Đấy, bỏ vào cho nó hợp lý. Căn cho nó đẹp đẹp là được. Nhìn tương đối thôi ha. Rồi ok. Căn cho nó hợp lý. Rồi ok, như vậy là thấy tạm được. Sau đó bạn nhấn lại Escape cho mình nha. Rồi, thấy cơ bản là như vậy ha. Rồi, tương đối thôi. Rồi ở đây bạn có thể add logo trường học của các bạn ha. Bạn vào menu chọn Insert này. Chọn Picture này. Đây, thì bạn Open lên ha. Tùy các bạn nha. Bạn có thể add thêm ở đây là mình không muốn add. Đây là hết trường hết lớp nên là tạm thời là không ha. Công ty thì chưa có công ty nào nhận cả. Ok, rồi. Tạm thời sau khi bạn đã xong rồi, sau khi bạn tạo xong rồi bạn nhớ block lại cho mình nhé. Thì bạn chọn cho mình như sau, bạn chọn lên thẻ là dropping tool này. Bạn chọn cho mình là define type block, ở đây là block này này. Thì ở đây bạn có thể chọn nó cho mình, type block. Rồi sau đó bạn chọn vào cái khu vực mà bạn đã tạo cho nó này. Đấy, rồi. Ở đây thì nó hiện ra cái bảng table như thế này. Thì bây giờ bạn sẽ điền cho mình nhé. Điền cho mình một số cái thông số như sau này. Đây. Đây, bạn sẽ điền cho mình. Đây, ví dụ như cái ô đầu tiên này. Ô này thì bạn không cần điền ha. Ví dụ như ô này. Ô này bạn chọn một cái text nào, cái label nào á, thì nó sẽ sáng lên nha. Thì đây ví dụ như bạn chọn nó thiết kế thì nó đòi hỏi lúc mà bạn mở vào bản vẽ thì nó đòi hỏi là nhập vào những cái này ha, nhập vào. Còn những cái ô nào mà bạn không nhập cái này á, thì nó không nhập đâu. Đấy, lưu ý chỗ này là bạn phải là tạo nha. Tạo ra thì ở đây bạn tạo cho mình là ví dụ như là
Người thiết kế ở đây ví dụ như là người thiết kế chẳng hạn. Đây mình đặt tên thôi, một lúc mà mình add vào thì nó bảo bạn là thay đổi cái đặt tên cho cái người thiết kế đó đấy, rồi enter phát, rồi cái chữ ký thì khỏi cần ha. Ngày thì ví dụ như bạn đòi hỏi là ngày thiết kế chẳng hạn đấy, đấy tương tự ha. Rồi kiểm tra bạn bỏ qua, ví dụ họ và tên thì người bạn ghi là người kiểm tra đấy. Rồi enter chữ ký enter ngày ngày kiểm tra nhá. Enter rồi tương tự. Cái level 14 bỏ qua nhé. Rồi cái này là vật liệu này, bỏ qua này, duyệt bỏ qua này. Rồi ví dụ như là người duyệt. Đấy. Người duyệt thì những cái ô mà bạn đánh lúc block này này thì lúc mà bạn mới bắt đầu vào bán vé thì nó bắt bạn điền vào á. Đấy, hay như vậy đấy. Ok chữ ký bỏ qua. Ngày ngày thì ví dụ như bạn nhập cho nó là ngày kiểm tra, ngày duyệt đấy, rồi enter, rồi ví dụ như là loại vật liệu nhá. Đấy thì rồi ok, cái này là logo trường, bỏ qua số lượng, bỏ qua. Rồi cái này bạn ghi nó là tương đương là số lượng đi, rồi lúc đó bạn sẽ nhập vào đấy. Enter khối lượng đấy, làm tương tự ha. Enter tỷ lệ, enter đơn vị, enter ấy bài số bao nhiêu đó, bài số bao nhiêu thì nhập vào, hoặc là sản phẩm số bao nhiêu. Ok sau khi bạn nhấn ok lấy xong thì bạn nhấn ok này hoặc là apply đều được nhé. Ok vậy là bạn đã là ràng buộc cho nó, thì lúc mà bạn mở bản vẽ này lên đó thì nó đòi hỏi bạn nhập những cái thông số đó ha. Ok rồi sau khi bạn nói xong thì bạn chọn cho mình là một là menu này, chọn là format ha. Đây bạn sẽ đưa cho nó về một cái layer thôi. Đây bạn quét chọn này đấy, ví dụ như bạn đổi tên cho nó là cái layer 123 gì đây tùy các bạn. Rồi ở đây bạn sẽ quản lý layer nó ha. Đây bạn sẽ tích vào những cái mục này này để bạn quản lý, ok chưa. Rồi sau đó bạn nhấn close đấy, ok đấy. Sau khi ấy thì bạn có thể về quản lý cái layer bằng cái cách là vào format này, layer setting này đấy, để bạn quản lý cái ô số 1 này ha. Đấy bạn có thể tích vào này, ok ok sau khi mà bạn tích vào á, thì nó sẽ không bao giờ không cho bạn thay đổi nữa nhé. Đây thì đó chính là một quản lý layer này đấy, theo nó khóa các bạn, khóa lại này bạn, bây giờ bạn không thể nào chỉnh sửa được nữa. Còn bạn nếu chỉnh sửa thì bạn vào format, bạn chọn là layer setting, bạn tắt cái này cho mình, visitor only này cho mình tắt đi thì bạn có thể chỉnh sửa ha. Ok cơ bản là mình đã hướng dẫn xong ha. Rồi sau nhấn close này, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đó chính là lưu này, lưu cái định dạng mà làm sao lúc bạn mở vào thì nó có bản vẽ như thế này. Rồi sau đó rồi bạn lưu cho mình file này, save as này. Rồi bạn chọn cái đường lưu cho mình nhé. Ví dụ như là mình lưu OD đi, tạm thời mình lưu OD cho mình. Lưu vô cái chỗ đó bạn đặt tên cho mình. Ví dụ như đây là cái này là PRT là chấm TLT là luôn luôn chấm LT nhé. Cái là cái sản phẩm bạc của mình. Rồi ok bạn đặt cho mình là khổ gạch ngang A3 chẳng hạn. Đấy, khổ gạch ngang A3 nhé. Nên ok. Rồi, sau khi bạn lưu xong thì bạn tắt. Tắt nấy cho mình, tắt nấy, tắt nhé, thoát 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 của mình. Rồi sau khi bạn thoát xong đúng không, sau khi bạn thoát xong thì bạn vào OC cho mình, vào OC này, vào program file này, này mình làm lại nhá, vào OC này, zip vào OC này, vào program file này, vào cement này, cement ha, cement. Lưu ý cái đường này, cement đấy 12 này. Rồi tiếp tục vào mục là vào mục UGI nhé, UGI. Rồi tiếp tục vào mục template. Template, tìm cho mình template. Nó nằm chỗ nào nào? Tơ, chữ tơ, vân tơ. Nó nằm một lối này này. Đây đây, template ha. Đây nhớ lưu ý cái đường dẫn này. JPC, ODC, program, cement, lấy 12. UGI template. Rồi sau đó bạn kéo đến cho mình cái mục đó chính là đây, bạn tìm cho mình
trong cái dãy này này có cái mục nào mà có mục là UGS Drawing Template thì bạn chọn vào, nếu mà không có thì bạn vào cái mục là Sample cho mình nhé. Bạn kéo xuống bạn chọn cho mình là UGS Drawing Template này, thấy không? Bạn thấy cái thư mục này chưa? Sau bạn copy cho mình. Copy nha. À, lưu ý cái đường dẫn này, GPC, UDC, Program, Siemens, UNX12, UGI, UGI Template Sample, ok chưa? Rồi sau đó bạn thoát ra cho mình. Bạn vào ổ đĩa chỗ hồi nãy bạn lưu á. Chỗ hồi nãy bạn lưu là thư viện thép đấy đúng không? Rồi ok bạn paste vào. Copy sau đó bạn paste vào nha. Rồi sau đó bạn kích phải bạn chọn là Open with này. Chọn mở bằng Notepad ha, Notepad. Rồi ok. Bây giờ bạn sẽ chỉnh sửa cho mình như sau. Trong cái thư mục này á, thì nó có tất cả các cái thư viện là template. Đó là các cái G-code để các cái code để nó tạo thành một cái template. Thì bây giờ bạn sẽ tìm đến cho mình cái thư mục. Trong này có hai kiểu. Có nghĩa là có bốn kiểu đấy. Hai kiểu là hai kiểu A0 là một kiểu A0 là thuộc về có nghĩa là có bốn kiểu đấy. Bốn kiểu luôn ta. 4 2 là một kiểu A0 là theo hệ mét hệ mm, một kiểu A0 thuộc theo hệ 4 có bốn kiểu. Bốn kiểu lưu ý cho mình, bốn kiểu A0 A3 này. Kiểu thứ nhất là A3 theo kiểu standard á, là bạn vào môi trường drawing rồi sau đó bạn xuất theo hệ mét. Cái thứ hai là bạn có cái mục là reference đó, là bạn vào reference là bạn add chi tiết theo hệ mét nha, hai cái theo hệ mét thì bạn add chi tiết vào thì nó mới vào môi trường drawing. Đó là hai cái. Cái thứ ba đó chính là theo hệ in nhưng mà theo kiểu standard là vào rồi mới mở chi tiết. Cái thứ tư là cũng theo hệ in nhưng mà mở chi tiết trước khi vào. Đó là reference đó. Reference và standard hai cái khác nhau cho mình nhá. Giờ đây bạn sẽ tìm cho mình cái thư mục standard đi ha. Standard đi, reference thì nó đòi hỏi là đưa chi tiết vào trước đấy, thì nhiều trường hợp thì mình chưa vẽ mình cũng chưa ép vào được, nên là bạn nên tạo theo kiểu standard nhá. Ok, bạn sẽ tìm cho mình trong đây là có rất nhiều đề này, đề các người code của nó thì bạn tìm cho mình theo lần lượt. Đây là cái khổ đây, in thì bỏ qua, cứ in bỏ qua, in thì bạn bỏ qua cho mình đấy. Hệ in thì nó đầu tiên là nó đi theo hệ in trước đấy. Đây là bây giờ nó đến cái khổ đó chính là A0 này. A0 nhưng mà theo hệ đây, A0 thì bỏ qua ha, A1 này, A2 này, A3 đây. Đấy, đó chính là tìm đến cái mục A3 đầu tiên theo hệ mi, nhưng mà bạn chú ý cho mình cái mục này có cái giết giết này này. Có mục là Geomaster Model giết 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 này, đó chính là theo kiểu reference nha. Thì bạn không lấy cái thư mục này, bạn sẽ tìm tiếp cho mình. Tìm tiếp cho mình những cái mục khác. Giết và no. Rồi ok. Rồi, bạn tìm cho mình cái thư mục khác. À không. Rồi tiếp tục tìm cho mình. Ví dụ như khổ A3 theo in rồi. Theo in không được. Đây. A1 này. A2 này. Tìm cho mình đây. Cái này là hồi nãy là mình mới tạo rồi. Đây mình sẽ xóa cái này đi. Hồi nãy là mình tạo cho nó rồi. Cái này là hồi nãy là mình tạo đấy. Cái này nó đến 31 thôi. Hồi nãy là mình đã làm trước rồi nhá. Rồi bây giờ bạn tìm lại cho mình. Tìm lại cho mình. Khổ A0. Khổ A3 ha. O3. A3. Tìm từ trên xuống dưới đi, tìm lại cho mình. Rồi ok. Tìm lại. Nó nằm một lối này này. Bạn sẽ quét kéo từ trên xuống dưới lại cho mình. Rồi in này. In bỏ qua này. In bỏ qua này. Đây. A0 đầu tiên đúng không? A0 mình theo A3 thì là bỏ qua A1, A2, A3. Đây, ví dụ như khổ này. Ví dụ như mình copy khổ này chẳng hạn. Đây là có giết con nào đúng không? Nhưng mà tí nữa nếu mà không được thì mình sẽ theo cái khổ khác. Copy cái này đi. Copy dòng lệnh này nhá. Copy này. Đó là một cái khổ A3 đầu tiên theo hệ mét hệ mili. Bạn sẽ tìm cho mình tiếp tục tìm cho mình cái khổ A3 nữa xem. Đây là khổ A3 này, không có đây. Đây là hồi nãy mình có nói đến chỗ này này, không có giết ha. Trên này là nó có giết này, có cái giết giết này này. Giết này là đó là đòi hỏi là
theo cái template ha, theo cái đây cái số 10 này đâu có cái get model geometry này, get này thì bạn bỏ qua cho mình, bạn lấy cho mình cái thư mục dưới này này, đây này thư mục 15 này này, đấy bạn copy cho mình đây đây A3 ha, size này, ok Ctrl C cho mình, rồi sau đó bạn kéo xuống mục cuối cùng, cuối cùng bạn Ctrl V cho mình, ok ở đây bạn sẽ nhấn Enter cách cho mình nhé, tương tự đây trong cách này, đây dòng lệnh của nó. Ok, bạn sẽ đặt đây là vị trí đây là 30 thì đây sẽ là 31 này. 31. Tương tự cái này bạn sẽ đặt cho nó là đặt tên lại cho nó là khổ A3. Khổ A3 ha. Chống y cái tên mà bạn lưu này. Đây này, khổ A3 gạch ngang A3. Đấy. Đặt đúng nha. Rồi, bạn đặt đúng cho nó là khổ A3 gạch ngang A3. Đấy, đặt đúng tên nhá. Rồi, tương tự đến mục là template file này. Ở đây mục file name này bạn sẽ xóa cái này đi cho mình, xóa lại cho mình, bạn đổi cho mình thành là khổ A3 khổ gạch ngang A3 đây, lưu ý nha, đủ lưu ý cho mình này, địa chỉ ID này, số thứ tự này 30 đây là 31 này, rồi my name này đấy, đổi tên này đây, tương tự cái này này đấy, file name ha, ba cái và chọn đúng nha, không lấy cái giết. Đấy, không có cái nào mà có giết là nó theo kiểu referent đấy. Rồi sau đó bạn file new, lưu cho mình, file save lại, ok, lưu lại ha. Rồi sau đó bạn copy hai cái thư mục này, chọn hai thư mục này ha, ok, bạn copy hai thư mục này cho mình, copy hai thư mục này, sau đó bạn vào OC lại hồi nãy, OC này, program này, program, và sau đó bạn vào là program, bạn vào ở Siemens NX12 UGGI đâu, tìm cái mục UGGI đây, UGGI template, tìm cái chỗ template. Rồi bây giờ bạn sẽ paste vào đây ha, chú ý đường dẫn này, JPC ODC program Siemens NX12 UGGI template ha. Rồi nãy mình vào mục SAM nhưng bây giờ bạn paste vào bên ngoài cho mình, paste vào bên ngoài này, continue tiếp tục này. Rồi, sau đó bạn sau khi bạn xong rồi bạn sẽ mở NX lên. Mở NX lên. NX12 này. Bật lên. Ok, rồi sau đó bạn file new cho mình. Xem là chưa có chưa. Rồi bây giờ bạn sẽ vào mục drawing. Đây, thấy không? Bây giờ là nó đã xuất hiện khổ A3 này, thấy không? Đấy, là như mình đã nói á, theo kiểu reference á, thì nó sẽ không xuất hiện. Đây là reference này, nó nói yêu cầu ép buộc đó chính là cái điều kiện để vào được môi trường drawing, đó chính là phải add chi tiết vào trước. Còn cái mục standard này nó chính là không yêu cầu á, không yêu cầu đưa vào. Thì bạn có thể tạo ha, bạn copy lại cái đồng lệnh đó. Rồi ok, đây, đó chính cái đồng lệnh này. Thì bạn vào môi trường ok cho mình. Đây, theo thì bây giờ sau khi mà bạn đã ấy thì nó bây giờ nó bắt buộc bạn là nhập này, ví dụ như cái ô này là cái gì đấy thì bạn bỏ qua này, đấy người thiết kế này bạn phải nhập vào này, đây, dấu ba chấm thôi, bây giờ là nó yêu cầu bạn này dấu ba chấm người thiết kế này, Vũ Văn Hùng chẳng hạn đấy. Đấy, ok chưa, rồi bạn nhấn enter phát, đấy chữ ký bỏ qua này, ngày này, ngày bao nhiêu, đây là ngày mà mùng 7, 24 tháng 7 này, 24 tháng 7 này, 07 này, 2020 chắc, 21 chắc, đấy, 21 thôi, 21 cho người ta hiểu thôi, chéo, 21 thôi, người ta hiểu thôi, đấy, enter, đấy, kiểm tra tương tự, Quỳnh này ạ, Quỳnh Kimochi chắc, đấy, rồi enter, tương tự ha, ngày 24 tháng 7, 24/07/21 là 2021 đấy. Rồi tương tự tên bản vẽ này. Đấy, nó yêu cầu bạn vào nhập theo. Bây giờ là bạn nhập đại đi. Đấy. Rồi. 07 24/07/21 chẳng hạn. Đấy, sau đó bạn nhấn enter. Vậy vật liệu là thép C45 chẳng hạn. Thép C45 chẳng hạn. Đấy, thấy chưa? Cái đó là số lượng bỏ qua này. Rồi số lượng ví dụ như là 10 cái này. Khối lượng là 100 này.
tỷ lệ bán lẻ là 1:1 này. Đây, thấy không? Tỷ lệ 1:1, enter này, đơn vị là milli này. Đấy. Vậy là xong, bài số 10 nhá, bài số 1, bài số 2 nhá. Đấy. Close. Thấy không? Rất là đơn giản. Đấy, thấy không? Rất là đơn giản ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn là tạo một khung bán vẽ chuẩn ha, khá là đơn giản. Đấy, bạn chú ý cho mình cái đường dẫn này. Audience này. Program file này. Cement này. NX12 này. NX12 rồi đúng không? Rồi vào mục là UGGI này. Vào mục UGGI rồi sau đó bạn mục đến mục template này. Rồi sau đó nếu mà bạn tìm ở ngoài này không có thì bạn vào mục sample này nhá. Cái mục là sample này, bạn vào mục là UGS drawing template sample á, nếu mà không có trong mục template này không có thì bạn vào cái mục sample này bạn copy cũng được nhá. Rồi, sau khi mà bạn copy xong đúng không? Thì bạn sẽ mở cái thư viện này lên. Mở cái thư viện bạn vừa lao đây. Đây. Notepad open with Notepad. Rồi ok, như vậy như cái thư viện này đúng không? Thì bạn sẽ tìm đến cái dòng lệnh nào mà gần giống với nó nhất, ví dụ như khổ A3 hồi nãy mình có nói đúng không? Khổ A3 thì nó có 4 kiểu. Thì lưu ý có 4 kiểu, 2 kiểu hay in thì mình bỏ qua rồi, còn 2 kiểu theo kiểu standard và kiểu reference. Thì bạn chọn hai phương pháp nó đều được thì đều giống nhau thôi, nhưng mà thì bạn tự tạo cho nó theo cái chuẩn riêng của mình thì vẫn hơn đúng không? Ok, hồi nãy là mình copy vào cái dòng số D10 D10 D15 này đúng không? Cái dòng loại này đúng không? Thì nó không có cái từ là giết này. Cái dòng loại này này. Mà trên này cái dòng loại hồi nãy hồi A3 đúng không? Đây, hồi nãy cái dòng loại này này. Nó có cái từ giết này, đó chính là reference. Đó là hai sự khác biệt. Reference đó là yêu cầu bắt buộc đưa chi tiết vào. Rồi sau khi bạn copy xong đúng không, thì bạn nhấn dấu cách trên cái dưới này, dấu thang là dấu cách đó. Rồi bạn nhập ID này theo thứ tự này, rồi đổi tên này, rồi template bạn này cũng đổi tên này, file name bạn cũng đổi tên, rồi bạn lưu, rồi bạn copy vào cái đường dẫn như hồi nãy là được ha. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.